Hello, hello. Xin chào các bạn. Để đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ ở Việt Nam đó. Các bạn đã bước qua là ngày thứ tư rồi. Chúng ta đã đến gần giữa tuần rồi các bạn. Và hôm nay đó Thuần sẽ chủ yếu chia sẻ tin tức với các bạn chứ không có tập trung để mà chia sẻ những cái tâm sự nhiều quá. Và chúng ta cũng có thể thấy được hôm nay là một ngày cũng rất là tốt cho Bitcoin nói riêng và crypto nói chung đó thì cũng ok các bạn. Tuy là nhiều bạn vẫn chưa có được vui lắm tại vì chúng ta nhìn thấy được là giá BTC tăng trưởng nhanh, Ether đó cũng có cái sự tăng trưởng nhưng mà những cái đồng o còn lại đó thì nhiều đồng không theo kịp Bitcoin. Cái này cũng bình thường thôi các bạn. Chúng ta sẽ thấy là mỗi một đợt tăng trưởng như vậy đó thì BTC sẽ luôn dẫn đầu. Rồi sau đó mới đến altcoin. Miễn là BTC đó tích lũy ở một cái khoản nào đó mà không có tin tức xấu thì tiền nó sẽ đi vào altcoin các bạn. Đó là cái dòng tuần hoàn tiền từ trước tới bây giờ rồi. Thì nó cũng sẽ tiếp tục như vậy mà thôi. Ngay bây giờ các bạn nhìn thấy được là giá Bitcoin đã vẫn giữ được cái mức là 57.000 đô. Cái mức rất là cao các bạn. Sau khi có sự tăng trưởng ngày hôm qua đó, hôm nay vẫn tiếp tục giữ được cái mức này cho các bạn thấy được là thị trường bây giờ đang sôi động cỡ nào nhưng mà trước hết chúng ta hãy dành một ít thời gian để mà nói về tình hình tài chính nói chung không có quá nhiều thời gian đâu các bạn tại vì cũng không có tin tức gì là quá đặc biệt chúng ta thực sự đó đang chờ đợi là qua tháng ba chỉ số phần trăm lạm phát CPI sẽ ra sao và trong tháng 3 này đã sẽ có, có cuộc họp liên quan đến lãi suất của Fed thì lúc đó chúng ta mới biết thêm thông tin các bạn chứ còn bây giờ đó thì mọi thứ vẫn tiến triển như là chúng ta đã từng nói đến mọi người bây giờ vẫn đang chờ đợi cho cuộc họp kế tiếp xem coi là mọi thứ vẫn sẽ được lên lịch để có thể có được cái đợt giảm lãi suất lần đầu tiên vào hè năm nay hay là không thì hôm nay đó cổ phiếu kết thúc đó cũng không gì gọi là quá giao động các bạn. Chỉ số Nasdaq kết thúc là tăng 0.37%, chỉ số S&P 500 đó thì tăng 0.17 nhưng mà Dow Jones thì xuống 0.25. Pre-market nghĩa là hợp đồng tương lai bây giờ thì không có thay đổi nhiều. Hợp đồng của dầu đó thì các bạn thấy được là có mức là 78 đô 64 cent một thùng dầu. Cái mức này chúng ta cũng đã biết trong cái thời gian qua rồi không vừa là quá đặc biệt đâu, vẫn là cái mức gọi là ổn định các bạn. Hợp đồng của vàng đó thì chúng ta cũng thấy không khác gì ngày hôm qua ở mức là 2.041 đô cho một ounce vàng crypto đó chúng ta sẽ nói thêm một lát nữa nhưng mà về tin tức đó, thì các bạn vẫn thấy được là chúng ta tiếp tục nghe những cái công ty liên quan đến công nghệ đó thì vẫn tiếp tục sa thải nhân viên hôm nay đó chúng ta nghe tới công ty là Bumble các bạn đây là cái công ty mà ứng dụng hẹn hò và họ đã lên kế hoạch để mà sa thải tổng cộng là 350 nhân viên các bạn và chúng ta nhìn thấy được là cổ phiếu của ứng dụng này đó đã giảm xuống 7.81% ngoài giờ giao dịch các bạn thì nói chung đó chúng ta vẫn tiếp tục thấy có rất nhiều công ty sa thải nhân viên Nhưng mà cái đợt này đó thì nó rất là khác so với năm 2008 Năm 2008 đó, nói thật chứ bản thân Thuận làm trong ngành tài chính còn không có hiểu rõ về Lehman Brothers Đó là một cái công ty chuyên về châm vốn để mà đầu tư các bạn thì Lehman Brothers sụp đổ đó lúc đó nhiều người mới hiểu ra được là ngân hàng này nó có cái sự ảnh hưởng lớn như thế nào dẫn đến nhiều doanh nghiệp cũng bị phá sản theo các bạn và dẫn đến nhiều công ty đó là họ lâm vào cái cảnh là không có thể nào kiếm được lợi nhuận dẫn đến là sa thải nhân viên hàng loạt lúc đó lúc đó đó phần trăm thất nghiệp tăng lên rất là nhanh đợt này đó thì không giống như vậy các bạn chúng ta đã thấy được là có một cái đợt sa thải rất là lớn xảy ra vào cuối năm 2022 và các bạn đã nhớ là năm 2023 năm ngoái đó cổ phiếu như thế nào? Phần lớn cổ phiếu mà đã rớt tơi tả năm 2022 đây đã có cái sự hồi phục các bạn. Ngay cả Netflix cũng đã có cái sự hồi phục và các bạn đang thấy được là phần lớn thì những công ty này họ sa thải nhân viên tại vì họ muốn giảm đi chi phí họ muốn có thể là hoạt động hiệu quả hơn với ít nhân viên hơn dẫn đến là cổ phiếu lại tăng bây giờ đó cũng tương tự như vậy các bạn phần lớn đó những công ty họ nghĩ là trong những tháng tới đây sẽ khó khăn tại vì chúng ta nhìn thấy được là cái đợt giảm lãi suất này đó sẽ diễn ra đâu đó vào hè của năm nay và không biết lúc đó đã quá trễ hay là chưa những công ty này đó họ cũng muốn tự bảo vệ mình các bạn cho nên nó khác một chút so với năm 2008 nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là có một điều rất là thú vị các bạn đang nhìn thấy trên màn hình đó, đây là thông tin liên quan tới ngân hàng trung ương của châu Âu các bạn, đây chính là ngân hàng ECB thì họ đã báo cáo năm ngoái đã tổng cộng họ lỗ là 1.3 tỷ euro các bạn nghĩa là 1.4 tỷ đô la. Đây là cái lần lỗ đầu tiên kể từ năm 2004. Mặc dù là họ đã giải phóng tổng cộng là 6 tỷ 6 euro dự phòng cho rủi ro tài chính thì tại sao ngân hàng trung ương châu Âu lại bị lỗ các bạn? Thì lý do đó là tại vì lãi suất cao. Các bạn thấy được là họ là người mà đưa ra quyết định lãi suất nhưng mà lãi suất của mình hơn trực tiếp đối với ngân hàng trung ương các bạn tại vì chúng ta đã biết biết là hầu hết những quốc gia bây giờ đang hoạt động trên cái hệ thống nợ hiện tại thì một quốc gia họ sẽ có nợ công và khi mà lãi suất của quốc gia đó tăng lên giống như chúng ta nói tới Hoa Kỳ khi mà Fed tăng lãi suất như thế này thì cái số lượng nợ được mượn bởi chính phủ Hoa Kỳ đó thì cái lãi suất đó cũng sẽ tăng cao các bạn tại vì mỗi một tháng đó thì đều có những cái nợ cũ sẽ hết hạn và họ sẽ đáo hạn số nợ đó bằng cách là bán những công trái phiếu mới nhưng mà khi lãi suất tăng cao đó thì những công trái phiếu mới sẽ được bán ở cái mức lãi suất cao hơn các bạn dần đến là cái chi tiêu để mà trả lãi suất cao hơn và đó cũng là điều mà ngân hàng trung ương châu âu ecb gặp phải chi phí lãi suất đã tăng cao tại vì lãi suất đã tăng cao rồi các bạn trong khi mà cái thu nhập từ lãi suất của những tài sản mà họ có thì không đủ để mà bù đắp cái khoản lỗ hỏng đó dẫn đến là họ đã bị lộ các bạn tham công là 1 tỷ 4 năm ngoái và chúng ta thấy được là có rất nhiều thứ đang xảy ra hiện bây giờ và tất cả đều hướng tới là những ngân hàng trung ương đó cần phải thả lỏng tiền tệ nói riêng về Fed thì các bạn thấy được là có cái áp lực đến từ bộ tài chính của Hoa Kỳ liên quan tới lãi suất mà chính phủ phải trả à, có cái áp lực đến từ những cái nghị sĩ các bạn tại vì những người mà bầu cử cho họ đó thì muốn lãi suất thấp tại vì họ đang gặp rất nhiều khó khăn các bạn khi lãi suất cao đã dẫn đến kinh doanh khó khó hơn vay mượn tiền mua nhà mua xe cũng lãi suất cao hơn và khó vay hơn các bạn và chúng ta cũng vừa nói đến là nhiều công ty đó tại vì lãi suất cao dẫn đến là họ phải sa thải nhân viên và chúng ta cũng đã biết là năm nay đó là cái năm mà sẽ có bầu cử tổng thống và bây giờ đó nhìn càng ngày càng rõ ràng hơn đối với thuần đó là chúng ta có khả năng rất cao là sẽ có hiệp hai giữa cựu tổng thống Donald Trump và tổng thống Joe Biden các bạn. Cho nên cái áp lực giảm lãi suất đó cũng sẽ đến từ nhà trắng hiện tại các bạn. Tại vì một người tổng thống đương nhiệm mà muốn đứng ra tái ứng cử thành công đó thì sẽ không muốn thấy nền kinh tế đi vào suy thoái đâu. Và hiện bây giờ đó cái cách mà đơn giản nhất có thể hạn chế rủi ro đó đó chính là khiến cho chủ tịch chọn Paul giảm lãi suất càng nhanh càng tốt chứ không thể mà đợi lâu hơn được tại vì đợi lâu đó có thể đã quá trễ. Đương nhiên các bạn nên biết đó là Fed là một cái đơn vị độc lập không cần phải nhận lệnh từ bất cứ ai họ đưa ra quyết định dựa theo cái nhận xét của họ về tình hình kinh tế nhưng mà áp lực là có đó các bạn cho nên năm ngoái khi mà chủ tịch John Powell nói là cái mà họ quan tâm hàng đầu đó chính là đẩy được lạm phát thì thông tin các bạn nhưng mà năm nay đó khi mà ông nói tới lạm phát tôi sẽ không tin lắm đâu tại vì còn nhiều thứ khác diễn ra hiện tại cho nên các bạn nhìn thấy được là gần đây đó các bạn có để ý là trong khoảng chừng là hai ba cuộc họp gần đây thì chủ tịch John Powell và những quan chức của Fed đều nói là rất là có cái sự hài lòng với cái tốc độ lạm phát được đẩy lùi trong khi mà năm ngoái đó thì tốc độ đẩy lùi đó cũng có nhưng mà họ không có chia sẻ những cái từ ngữ đó các bạn tại vì sao tại vì họ đang làm cái đệm để cho khi mà họ bắt đầu giảm lãi suất thì không ai nghi ngờ hết các bạn giảm lãi suất tại vì lạm phát giảm chứ không phải là vì bất cứ lý do gì mặc dù sự thật có thể là không phải là như vậy nhưng mà đối với chúng ta đó thì cái các bạn nên biết là năm nay sẽ có giảm lãi suất và không chỉ riêng ở hoa kỳ mà sẽ khắp nơi luôn các bạn các bạn cũng nên nhớ là khi mà chính phủ Hoa Kỳ bắt đầu tăng lãi suất, khi mà Fed tăng lãi suất thì sau đó các bạn thấy được là hàng loạt những hàng trung ương ở châu Âu, thậm chí là ở châu Á cũng tăng lãi suất và chúng ta sẽ thấy hiện tượng ngược lại sẽ xảy ra khi mà có một quốc gia lớn giảm lãi suất thì những quốc gia còn lại cũng sẽ muốn giảm lãi suất luôn các bạn tại vì tới cuối cùng những quốc gia đã đều phải được có một cái sự cân bằng và có một cái sự cạnh tranh giữa xuất khẩu và nhập khẩu các bạn và tăng giảm lãi suất nó ảnh hưởng trực tiếp với lại cái tiền của quốc gia đó mạnh hay là yếu như thế nào tăng hay là giảm đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ ở đầu video với các bạn Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những tin tức liên quan đến crypto. Thì trước hết á, các bạn đã biết được là hồi sáng này giá BTC đã đẩy lên tới cái mức dựa theo tài liệu từ Coinbase á, thì đã tới cái mức là 57.647 các bạn. Hiện bây giờ đó thì giá BTC vẫn giữ được cái mức là 57.000 đô sau khi có cái sự tăng trưởng dư bật ngày hôm qua vẫn tiếp tục giữ lại. Có nghĩa là thị trường đang rất sôi so động và rất nhiều người có hứng thú với lại BTC và các bạn có biết là ở cái mức mà hơn 57.000 đô đó thì các bạn luôn nghĩ đến là giá BTC đã đạt cái mức là hơn 60.000 rồi và cái đỉnh của năm 2021 là 69.000. Và thuận đã từng chia sẻ với các bạn là đúng là như vậy, nhưng mà trên căn bản đó giá của BTC trên 60.000 không có bao nhiêu ngày trong lịch sử và các bạn có biết là giá BTC hơn 57.000 đô nghĩa là hơn cái mức hiện tại đó, tổng cộng chỉ có 82 ngày trong lịch sử thôi các bạn. BTC đã có 15 năm rồi, chỉ có 82 ngày trong lịch sử 15 năm là BTC hơn 57.000 đô mà thôi. Đương nhiên các bạn đã nhớ là hôm qua đó thì giá BTC đã một lần nữa đạt được 57.000 đô kể từ năm 2021 và năm 2021 là cái thời điểm duy nhất trong lịch sử của BTC mà có cái mức giá hơn 57.000 đô. Thôi đề cập lại cái vấn đề này tại vì ngày hôm nay đó, đừng zoom vào các bạn thấy rõ hơn. Hôm nay đó, chúng ta đã chứng kiến ngày thứ hai liên tục cái phần trăm có lời của BTC dựa theo ClassNode đã ở cái mức là hơn 95% ngày hôm qua đã chính thức bước vào hôm qua là 95.15% hôm nay là 96.83% có nghĩa là dựa theo tài liệu OnChain thì các bạn thấy được là 96.83% của tất cả bịch hồi đang có lời hiện tại thì tại sao lại có cái số phần trăm lời cao như vậy cũng dễ hiểu thôi các bạn cái mà có thể nghĩ như thế này những ai mà đã lỗ đó thì họ đã bán giống như năm 2022 rồi hoặc là họ đã bán năm 2023 các bạn khi mà giá bắt đầu hồi phục cho nên những ai mà thứ nhất đầu tư dài hạn thì nếu như mà họ đã đầu tư dài hạn trung bình giá cho tới bây giờ trải qua mùa đông của năm 2022 thì có thể là phần lớn họ sẽ không muốn bán ở mức này đâu các bạn có thể là họ có kỳ vọng cao hơn rất là nhiều ít nhất là về cái đỉnh cũ đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là những ai mà mua gần đây đó giống như là khi mà giả sử như một ai đó chút lời ở cái mức là 50.000 đô đi thì cái người mà mua ở 50.000 đô có thể là sẽ không muốn chút lời mức 57 và họ có thể có kỳ vọng cao hơn dẫn đến đây là cái thời điểm mà chúng ta có rất là nhiều người đang có lời hiện tại nói riêng về đầu tư BTC đương nhiên thực không nói những người mà đã cắt lỗ những năm trước đó thường chỉ nói là ngay bây giờ những ai mà còn đang lưu trữ bịch khôi đó thì dựa theo tài liệu on chain là phần lớn các bạn có lời rất là ít người đang lỗ hiện tại nếu như các bạn đang lưu trữ bitcoin thì lý do tại sao thì các bạn cũng đã thấy được là cái số lượng ngày mà hơn 57.000 đô đó trong lịch sử của BTC chỉ có 82 ngày thôi nghĩa là các bạn chỉ có thể mua ở trong cái mức 82 ngày này các bạn mới đang lỗ thôi mà thôi còn các bạn mua trong con số là 5.000 ngày còn lại đó thì đều có lời hiện tại và chúng ta có thể nhìn thấy thêm một số những cái thông tin tại vì nhiều bạn cũng hỏi thuận là khi mà cái chỉ số này, cái đường màu cam này nó đi vào vùng màu đỏ thì nó có thể ở trong đây bao nhiêu lâu trước khi mà có cái sự điều chỉnh lớn thì để thông zoom vào các bạn thấy rõ hơn à, chúng ta sẽ nhìn vào năm 2021 đi và cái này nó sẽ rõ ràng hơn các bạn tại vì chúng ta chỉ có lịch sử hai ngày năm nay là đi vào cái vùng màu đỏ mà thôi cái lần trước đó là năm 2021 thì chúng ta sẽ không có nhìn vào cái thời điểm là tháng 7 của năm 2020 và tháng 8 nữa các bạn tuy là lúc đó cũng có những ngày chúng ta thấy được cây đường màu cam này đi vào cái vùng màu đỏ nghĩa là hơn 95% có lợi nhưng mà nó khá là giật lên giật xuống các bạn và trên căn bản lúc đó giá BTC đó cũng đi hàng ngang chúng ta thấy được là cái thời điểm mà kế tiếp đó chính là vào cái lúc mà chúng ta nhìn thấy là vào tháng 10 của năm 2020 nghĩa là sau ha bình khoảng chừng là năm sáu tháng đó các bạn thì lúc đó phần trăm này một lần nữa đã lên hơn 95 000 đô các bạn và cái mà các bạn có thể nhận ra được đó là có thể nằm ở trong cái mức hơn 95 000 đô này một thời gian dài chúng ta chỉ tính cái phần này thôi các bạn cái phần này đó là từ khoảng chừng là 20 tây tháng 10 cho đến cái thời điểm là 24 tây tháng 11 có nghĩa là hơn một tháng các bạn hơn một tháng cái chỉ số này có thể là hơn 95% và cái mức giá của BTC đã tăng từ là 11.900 đô lên tới cái mức là khoảng chừng 18.000 đô các bạn các bạn cũng đã thấy được là khi mà thị trường rất sôi động nhiều người FOMO đó thì cho dù là chúng ta nằm ở trong cái màu đỏ này đó giá vẫn có thể tiếp tục tăng nếu như mà có thêm người mới vào và người cũ không muốn bán giá hoàn toàn có thể tiếp tục tăng các bạn và chúng ta thì bây giờ đang có một cái lực mua rất lớn đến từ Bitcoin Spot ETF và nếu chúng ta tính luôn cái phần còn lại đó thì trên căn bản đó, giá của BTC tăng trưởng trong khoảng thời gian này cho dù là đã có một thời gian dài các bạn tính luôn cái phần này đó thì từ khoảng chừng là 20 tháng 10 mãi cho đến cái thời điểm gì các bạn mãi cho đến cái thời điểm là ngày 9 tháng 1 như là khoảng chừng là 3 tháng các bạn tháng 11, tháng 12 và tháng 1 thì lúc đó chúng ta mới thấy có một cái sự điều chỉnh thật sự xảy ra tại vì trên cái đường tăng trưởng này đã đương nhiên có một vài lần các bạn nhìn thấy được là giá PDC giống như ở cái mức này từ 18.000 điều chỉnh xuống 17.000 nhưng mà không đáng kể các bạn. Cái lần mà điều chỉnh đáng kể đó là ngay cái thời điểm là đầu tháng 1. Sau đó các bạn nhìn thấy được là cái chỉ số này đã, đã rời khỏi vùng màu đỏ dẫn đến chúng ta có một đợt điều chỉnh vào đầu tháng 1 là 40.700 đô xuống tới cái mức thấp đó là còn có 30.000 và có thời điểm là ngày 27 tháng 1 các bạn có nghĩa là trong khoảng thời gian khoảng chừng là 20 ngày đã có cái sự điều chỉnh này. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là nếu tính như vậy đó thì cái chỉ số này có thể ở trong dù màu đỏ hoặc là ra vào dù màu đỏ khoảng chừng 3 tháng luôn các bạn trước khi mà có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà đó có thể là một cái ngoại lệ tại vì những cái đợt sau này đó thì chúng ta nhìn thấy được là cái đường màu cam này cho nhồi đỏ nó ít ngại hơn giống như chúng ta nhìn thấy được là sau đó đã đi vào cái vùng màu đỏ ở cái mức là 37.400 đô lúc đó là 96.000 đô các bạn và liên tục tăng trưởng lên tới cái thời điểm là ngày 21 tháng 2 có nghĩa là chúng ta nhìn thấy được là tăng khoảng chừng làm hai tuần nữa các bạn rồi sau đó chúng ta nhìn thấy được là giá lại có một cái sự điều chỉnh từ 57.000 đô xuống chỉ còn có 45.000 đô mà thôi thì cái đợt này đó nó trong dù màu đỏ chỉ có hai tuần mà thôi và những đợt còn lại thì ít hơn có nghĩa là gì các bạn có nghĩa là chúng ta nhìn vào lịch sử đó thì đúng là chúng ta có thể có một khoảng thời gian dài ở trong dù màu đỏ này nhưng mà cái khoảng thời gian dài nhất là vào năm 2021 khi mà cái đường màu cam này ra vào cái dù màu đỏ trong một thời gian dài các bạn có thể kéo dài tới 3 tháng nhưng mà đó có thể một ngoại lợi tại vì những đợt trước đó giống như chúng ta lui về năm 2017 đi thì chúng ta nhìn thấy được là khi vào dù màu đỏ này đó thì chúng ta sẽ có một cái sự điều chỉnh giống như cái đợt này đó là từ ngày 20 tháng 12 năm 2016 cho đến cái thời điểm là tháng 1 ngày 4 năm 2017 thì chúng ta nhìn thấy được là cái khoảng thời gian này đã chỉ có khoảng chừng 10 ngày mà thôi. Thì đợt này đó chúng ta vừa mới bước vào cái vùng màu đỏ thì chúng ta có thể ở đây bao nhiêu lâu. Tuy theo tình hình thị trường các bạn nhưng mà trong lịch sử đó thì phần lớn trong dù màu đỏ này là khoảng chừng 10 cho đến 20 ngày cỡ đó trước khi mà chúng ta thấy có một cái sự điều chỉnh. Nhưng mà đó là nhìn vào lịch sử nói chung thôi các bạn, chứ còn những lúc mà có cái độ FOMO rất là cao như, như năm 2021 đó thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy được là cái chỉ số này nằm trong dù màu đỏ có thể lên tới là 2 3 tháng các bạn. Đó cũng là điều chúng ta từng thấy rồi nhưng mà nó hiếm hơn mà thôi. Nếu như mà các bạn hỏi thường đó thị trường bây giờ đang có nóng hay không thì câu trả lời là đang rất nóng các bạn tại vì chỉ số này đã đi vào cái vùng màu đỏ nhưng mà nếu như các bạn muốn biết là còn nóng thêm bao nhiêu lâu nữa đó thì cái đó không mà có thể trả lời được đâu các bạn đây chỉ là một cái thông tin thuộc muốn gửi cho các bạn để các bạn có thể có một cái nhìn tổng quát về tình hình chung của thị trường và tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình mà thôi và hiện bây giờ đó Đối với lại cái chỉ số này Thường nghĩ là nhiều bạn Cũng đã cảm nhận được Là cái việc trồng lại Khó hơn gồng lỗ Rất là nhiều Và cảm giác Của năm 2020 Cũng đang ồ về các bạn Khi mà giá của BTC Lúc đó là trở về cái mức Là khoảng 18.000 đô Cỡ đó các bạn Thì cũng rất là nhiều bạn Cũng đã nhắn tin thuận Lúc đó nói là Cũng đã kiên trì Trung bình giá Bitcoin Năm 2018-19 Và đã có nhiều thành quả Năm 2020-21 Lần này cũng vậy các bạn Thường đã bắt đầu nhận được Những cái tin nhắn của các bạn nói là cũng đã tin tưởng và trung bình giá năm 2022 và năm 2023 và bây giờ đã có những cái thành quả thì cũng chúc mừng các bạn và thông tin là nhiều bạn cũng đã cảm nhận được là việc gồng lại khó hơn gồng lỗ rất là nhiều và gồng lại đó cũng khiến bất ngủ không kém gì gồng lỗ đâu các bạn <laughs> và tuy là giá Bitcoin bây giờ vẫn chưa đạt đỉnh mới khi mà tính theo đô la các bạn nhưng mà hôm nay đã lại có thêm một quốc gia nữa mà giá BTC đã đạt cái đỉnh mới khi mà so sánh với lại cái tiền pháp định của cha đó đó chính là Julian Peso các bạn, đồng của Chile thì các bạn đã nhìn thấy được là Bitcoin đã liên tục đạt đỉnh mới khi mà so sánh với nhiều quốc gia. Ngày nào cũng lại có thêm một quốc gia mới các bạn. Chúng ta vừa nói hôm qua là đồng Krona của Norway, trước đó là đồng Yen của Nhật Bản, trước đó là đồng Rand của Nam Phi các bạn. Tại vì sao? Tại vì những quốc gia này đó thì tiền phát định của họ đã lạm phát giảm giá nhiều hơn đồng đô la các bạn cho nên Bitcoin mới đạt cái đỉnh mới trong những quốc gia này. Và chúng ta bây giờ hãy tiếp tục nói tới một số những thông tin nổi khác Nhưng mà trước hết thì Thuận quên chia sẻ với các bạn là ngày mai Thuận sẽ bận một số công việc cho nên sẽ không có video Thuận sẽ gặp lại các bạn trong video kế tiếp Và chúng ta nhìn chung đó, thị trường crypto đó thì các bạn nhìn thấy được là vốn hóa thì vẫn hơn 2,2 nghìn tỷ Giá BTC đó hôm nay so với hôm qua thì cũng tăng nhẹ một chút các bạn Ở mức là khoảng 57 000 đô tăng 0.8 Và cả thị trường crypto đó thì ngày hôm nay các bạn nhìn thấy được là cũng có nhiều màu đỏ nói chung đó thì các bạn nhận được là phần lớn giảm khoảng như là ba bốn phần trăm nhưng mà khi mà so sánh với lại BTC đó thì các bạn nhận được là phần lớn là màu đỏ hiện tại tại vì bây giờ đó dòng tiền đang đổ vào BTC như được đã chia sẻ đầu video với các bạn và chúng ta cũng có cái cập nhật liên quan đến Ethereum các bạn hôm nay đó thì Ethereum Foundation cũng đã thông báo chính thức là cái cập nhật Dan Kuhn đã được kích hoạt thành công trên tất cả các mạng lưới thương nghiệm và sẽ triển khai trên mạng lưới chính thức của Ether vào ngày 13 tháng 3 năm nay các bạn vào lúc là khoảng gần 4 giờ chiều giờ UTC thì chúng ta đã thấy được là còn khoảng chừng 2 tuần nữa đó sẽ có cập nhật Dan thì cập nhật này là cập nhật mà sẽ khiến cho mạng lưới tầng 2 của Ether sẽ nhanh hơn và phí rẻ hơn rất là nhiều sẽ tăng hiệu quả cho mạng lưới tầng 2 và một cập nhật mà rất nhiều người đang chờ đợi hiện tại chúng ta cũng đã coi như có cái thông báo chính thức đến từ Ethereum Foundation rồi và chúng ta hôm nay đã cũng thấy có một thông tin thông tin này đã đã đến từ Michael Saylor các bạn của Michael Strategy và dựa theo tài liệu được chia sẻ với lại SEC là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ là ông muốn bán 315.000 cổ phiếu Michael Strategy Stock Option các bạn nghĩa là đây là cái quyền được mua quyền được bán của cổ phiếu Michael Strategy và trị giá lên tới 216 triệu đô la Thì các bạn nghĩ ông bán stock option của MicroStrategy chỉ để thu về 216 triệu đô la để làm gì các bạn Ông sẽ mua gì kế tiếp, khả năng là ông sẽ mua Bitcoin các bạn Tại vì chúng ta thấy được là cái con số 193.000 Bitcoin đó là thuộc về công ty MicroStrategy Bản thân Michael Saylor đó không biết là có bao nhiêu Bitcoin Thường nhớ có một lần ông chia sẻ là cũng khoảng vài tỷ đô la Bitcoin nữa các bạn Nhưng mà không rõ là bao nhiêu Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là trong thời gian qua có thể ông vẫn tích lũy thêm Thì gần đây đó trên đài truyền hình khi mà các bạn thấy được là bây giờ đã Michael Strategy đã đang gồng lãi là 5 tỷ đô la các bạn. Cái lãi của họ đã lên tới 4-5 tỷ đô la rồi. Thì bây giờ nhiều người hỏi là khi nào thì họ mới rút lui, khi nào mới chốt lời. Thì Michael lời trả lời là Bitcoin đã là chiến lược rút lui rồi. Chúng tôi đầu tư về Bitcoin là chiến lược rút lui ra khỏi cổ phiếu ra khỏi tiền pháp định vân vân và tôi sẽ mua ở đỉnh mãi mãi có nghĩa là Michael sailor nói ông sẽ mãi mãi và mãi mãi mua Bitcoin đó là điều mà ông mong muốn các bạn và cho tới bây giờ đó đã trải qua gần 4 năm rồi từ tháng 8 năm 2020 tới bây giờ thì ít ra trong vòng mấy năm qua cho dù là trong những cái thời điểm cực kỳ khó khăn như là năm 2022 mới đây đó thì MicroStrategy vẫn tiếp tục giữ cái số lượng Bitcoin của họ cũng không làm cho mọi người thất vọng các bạn trong khi rất nhiều những công ty họ cũng hô hào theo MicroStrategy năm 2020 2021 nhưng mà khi mà tình hình không tốt đó là họ lo lắng và bán Bitcoin của mình ngay các bạn nhưng mà MicroStrategy thì vẫn lưu trữ tới bây giờ. Có một đợt đây, các bạn đã nhớ là họ cũng có bán một số lượng BTC nhưng mà cũng trong khoảng thời gian đó họ mua ngược trở lại cái số lượng nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì cái này nó liên quan đến khi mà các bạn làm kế toán, khi mà họ bán số lượng đó để mà họ có thể khai lỗ ở trên cái tài liệu thuế các bạn rồi khi mà họ mua lại ngay lập tức thì cái số lượng đó sẽ là con số nhiều hơn. Thì nó tóm lại đó trên thực tế Michael Strategy cái số lượng Bitcoin lưu trữ vẫn tăng theo thời gian nhưng mà về kỹ thuật đó, thì đã có một đợt họ bán và mua lại ngay lập tức với con số nhiều hơn đó là những gì mà các bạn có thể tìm thấy được khi các bạn đọc trên mạng cho nên thùng muốn chia sẻ trước để các bạn hiểu tại vì có nhiều người đó thì họ thích tung ra cái tin phết các bạn cho nên họ sẽ chia sẻ là ô MicroStrategy đã bán Bitcoin rồi nhưng mà họ lại không chia sẻ là bán nhưng mà ngay lập tức mua lại với con số nhiều hơn để có thể là trừ thuế nhưng mà họ lại không có chia sẻ phần đó sẽ khiến cho nhiều bạn hoang mang khi mà tìm thông tin liên quan tới Michael MicroStrategy và chúng ta nhìn thấy được là công ty MicroStrategy đã cổ phiếu trong vòng 2 ngày qua đã tăng 27% rồi các bạn. Và cái số lượng Bitcoin họ lưu trữ đã lên tới là 11 tỷ đô la rồi. Các bạn nhìn thấy được là hôm nay đó cổ phiếu của MicroStrategy tăng thêm 9.46%. Bitcoin hiện bây giờ tình hình rất là tốt và những cổ phiếu liên quan tới Bitcoin bây giờ vẫn đang có sự tăng trưởng các bạn. Không giống như là những cái quỹ Bitcoin Spot ETF, những cái quỹ đó khi mà những khách hàng mua thì họ sẽ mua Bitcoin và khách hàng bán họ sẽ bán Bitcoin. Những cái công ty như là MicroStrategy đó thì cổ phiếu của họ các bạn mua Bitcoin tăng các bạn vẫn có thể bán cổ phiếu để mà có lợi nhuận các bạn và cái cổ phiếu đã tăng còn nhiều hơn cái Bitcoin các bạn có nhìn thấy được là trong thời gian để hướng xuống đây các bạn nhìn rõ hơn đó là trong khoảng thời gian là một năm qua thì đã có sự tăng trưởng tổng cộng là 237% các bạn phần trăm này còn nhiều hơn cả các bạn tự đi mua Bitcoin nữa cho nên khi mà nói tới MicroStrategy thì một nhà đầu tư muốn chốt lời họ chỉ cần bán cổ phiếu mà thôi chứ không cần phải đụng lên cái Số limit không mà họ lưu trữ Đó là cái sự khác biệt rất là lớn Giữa những quỹ ETF và cái công ty MicroStrategy này Và nói tới quỹ ETF đó Thì các bạn đã thấy được là hôm qua đó Đã có một dòng tiền rất là mạnh các bạn kết thúc hôm qua tổng cộng đó là chúng ta thấy được là đã có thêm 519 triệu đô la đi vào những quỹ Bitcoin Smart ETF. Cái này là trừ ra cái số lượng bán bởi Trayscale rồi các bạn. Có thể nhìn thấy được là hôm qua là một ngày mà cái dòng tiền cực mạnh, cái dòng tiền này đó còn cao hơn cả hai ngày trước đó cộng lại. Và chúng ta có thể nhìn thấy được là cái tốc độ tích lũy của những quỹ Bitcoin Smart ETF này đã hoàn toàn không có dấu hiệu giảm đi. Các bạn nhìn thấy được là có một cái thời gian khi mà khởi đầu đó chúng ta nhìn thấy được là có vài ngày màu đỏ Tại vì lúc đó lực bán của Rescale quá nhiều nhưng mà các bạn nhìn thấy được là khi mà lực bán của Rescale giảm lại Mà cái lực mua vẫn như vậy đó khiến cho chúng ta nhìn thấy được là có rất là nhiều những cái thanh màu xanh này Ngày nào cũng có thêm BTC được tích lũy hết các bạn bởi những cái quỹ này và các bạn nên nhớ là trong thời gian chỉ có khoảng chừng 31 ngày giao dịch mà thôi nghĩa là khoảng 1 tháng rưỡi thì cái số lượng được tích lũy bởi những quy mới đó đã lên tới là hơn 6 tỷ đô la. Các bạn có nghĩ là trên sàn OTC có nhiều bịch không gì hay là không? Thuận không nghĩ gì đâu các bạn. Chúng ta sẽ không biết được chắc chắn tại vì những thông tin này nó sẽ không có công khai. Nhưng mà các bạn cứ nghĩ đi, mỗi ngày ai đó lên sàn OTC nói là hôm nay tôi cần mua 200 triệu ngày mai tôi cần mua 232 triệu ngày mốt tôi sẽ mua 519 triệu thì làm gì mà có nhiều Bitcoin trên sàn OTC hàng ngày gì các bạn, và nếu như mà không đủ Bitcoin nữa thì họ hoàn toàn phải mua ở trên sàn Spot, và đó cũng là áp lực khiến cho giá tăng các bạn, và một lần nữa Bitcoin Spot ETF đó, nó dài hạn thì là bolus các bạn, tại vì nó là một cánh cửa để có thể chào đón thêm tiền mà không có trong thị trường này trước đây, có thể tiếp cận được với lại BTC, những người mà họ sẽ mãi mãi không đi mua Bitcoin khôi họ chỉ thích mua Bitcoin thông qua thị trường chứng khoán mà thôi nhưng mà trong ngắn hạn đó thì nó giống như là một cái kính phóng đại các bạn nếu như chúng ta có một cái thời kỳ bullish nhiều người tích lũy thì cái số lượng tích lũy sẽ tăng lên rất là nhiều so với trước đây và ngược lại khi mà chúng ta có cái thời kỳ phân phối khi mà nhiều người bán đó, thì cái tốc độ bán cũng sẽ cao hơn nhưng mà tới cuối cùng đó thì 100 người vào thị trường này thì cũng sẽ có người ở lại các bạn, khiến cho từng chu kỳ một cái số lượng người tin tưởng ngày càng đông hơn và bây giờ đã có Bitcoin Spot ETF chúng ta sẽ chào đón thêm nhiều người mới và sẽ có nhiều người ở lại, sau này hơn nữa các bạn, đương nhiên phần lớn sẽ rời khỏi nhưng mà vẫn sẽ có người ở lại và thị trường này sẽ lớn mạnh từ đó cho nên dài hạn nó vẫn là điều tốt các bạn, còn ngắn hạn nó chỉ có cái hiệu ứng là kính phóng đại mà thôi tất cả những gì xảy ra đang bullish thì sẽ càng bullish hơn, đang bearish sẽ càng bearish hơn. Tại vì những người đầu tư trong thị trường chứng khoán cũng giống như thuộc về các bạn, họ là những nhà đầu tư thông thường. Ngoại trừ khi mà chúng ta bước qua giai đoạn thứ ba rồi thì nó khác một chút. Để thường chia sẻ thêm với các bạn một lát nữa. Và ngày hôm nay thì sao các bạn? Hôm nay cũng là một ngày mà có cái khối lượng giao dịch cực kỳ lớn luôn. Tổng cộng các bạn nhìn thấy được là khoảng hơn 2 tỷ đô la đã được giao dịch ngày hôm nay cho những quỹ Bitcoin Smart ETF thì cái này đó chúng ta nhìn thấy được là thấp hơn hôm qua một chút nhưng mà ngày hôm qua rất rất cao các bạn hôm qua là ngày kỷ lục rồi và tính riêng BlackRock đó thì các bạn nhìn thấy được là họ đã giao dịch tổng cộng là 1.3 tỷ đô la ngày hôm nay cho cái quỹ Bitcoin Smart ETF của họ đương nhiên đây là cái volume các bạn cái khối lượng mà thôi không có phải là dòng tiền nhưng mà nó cũng cho chúng ta thấy được là cái khối lượng đại diện cho cái số lượng người hứng thú giao dịch như thế nào và hôm nay đó thì dựa thống kê chúng ta nhìn thấy được là công công ty rayscale à, họ đã bán một trăm hai mươi sáu triệu cái con số này đã nhiều hơn so với ngày hôm qua. Nhưng mà hôm nay nó vẫn sẽ là một ngày có dòng tiền dương các bạn. Dương bao nhiêu chúng ta chưa có rõ hiện tại tại vì hiện bây giờ đây, các bạn nhìn thấy được là chúng ta à, đã có thống kê của một số quỹ nhưng mà chưa phải là tất cả. Chúng ta vẫn chưa có thống kê từ BlackRock ngày hôm nay. Và đây là cái thống kê đến từ BICO có nghĩa là cái quỹ thường nhớ là Bitwise các bạn. Thì chúng ta nhìn thấy được là hiện bây giờ vẫn chưa có hai thống kê đó nhưng mà phần lớn mọi người vẫn đang chờ đợi thống kê đến từ BlackRock. Hôm nay họ thu về bao nhiêu mà thôi nhưng mà ngay thời điểm bây giờ chỉ tính những cái quỹ mà chúng ta biết thì các bạn có thể nhìn thấy được là chúng ta đang có cái số lượng dương là 54 triệu cộng với lại BlackRock hôm nay thôi bao nhiêu thì cộng thêm vào thì ngày hôm nay vẫn sẽ là một ngày mà có dọc tiền dương dương bao nhiêu thì vài tiếng nữa khi nào mà có thống kê từ BlackRock thì thường sẽ chia sẻ với các bạn và với cái sự thành công này của Bitcoin Spot ETF đó, thì các bạn nên nhớ là cách đây không lâu các bạn ngày 24 tháng 1 cái đây khoảng như một tháng đó, thì JP Morgan đã tung ra tin phết sau đó các bạn nhận được là ngày hôm nay đây thì họ đã hoàn toàn quay đầu 180 độ thì chi tiết hơn đây các bạn đã nhớ là ngày 24 tháng 1 họ đã tung ra một cái bài viết nói là JP Morgan cảnh báo về một mùa đông crypto kéo dài Bitcoin Spot ETF sẽ gây sự thất vọng với hiệu suất kém và sau đó, đó họ đã hạ cái điểm xếp hạng của cổ phiếu Coinbase xuống hôm nay đây thì họ làm hoàn toàn ngược lại các bạn chỉ một tháng sau thôi thì họ nói là chúng tôi nghĩ là cái sự tăng giá của Bitcoin là vì dòng tiền từ Bitcoin Spot ETF rất là mạnh điều này kéo theo giá của các token khác tăng theo các <laughs> bạn Cảm ơn Solo Homes đã điều tra được cái vụ này. <laughs> Ai cũng biết lý do tại sao mà giá Bitcoin tăng gần đây các bạn tại vì cái dòng tiền đến từ Bitcoin Spot ETF. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy được là JP Morgan á là một công ty mà họ thường hay tung rất là nhiều cái tin phết ra các bạn Chúng ta nhìn thấy được là Jamie Dimon thì năm 2022 Liên tục nói là chúng ta sẽ có một cái đợt suy thoái lớn năm 2023 Kết quả thì các bạn đã nhìn thấy được là đó là một năm mà cực kỳ thành công cho thị trường chứng khoán Thêm vào đó nữa chúng ta cũng đã biết là JP

chung gian cho nhiều quỹ Bitcoin Spot ETF nhưng mà họ vẫn tung tin phết các bạn tôi cũng không hiểu luôn nhưng mà một tháng sau thì họ lại hoàn toàn đã ngược lại nhưng mà chúng ta nói tới cái dòng tiền vào Bitcoin Spot ETF thì chúng ta đã từng nói đến ba giai đoạn thì có nhiều bạn nói là ba giai đoạn này đó thuần lập lại được hay là không tại vì cái này là thuần chia sẻ với các bạn mà thôi chứ nó không có phải là những cái thông tin các bạn có thể tìm thấy trên mạng đâu tại vì đối thuần đó thì chúng ta có thể nhìn thấy giai đoạn một đang diễn ra kịch liệt hiện bây giờ hàng ngày chúng ta thấy được là có những người giống thôi các bạn họ hiểu hơn như bitcoin họ hứng thú với bitcoin họ tự tìm hiểu và họ lên sàn chứng khoán họ tự mua cổ phiếu của những cái bitcoin smart etf hay là cái dòng tiền vẫn đang di chuyển từ những cái quỹ của những quốc gia khác hay là cái quỹ mà nó có cái phí cao hơn đi vào cái quỹ mà có cái chi phí hoạt động thấp hơn các bạn thì đó là điều chúng ta đang nhìn thấy hiện bây giờ cho nên hàng ngày đã tiền ra ra vào vào bây giờ là đang vào nhưng mà tùy theo là những nhà đầu tư nghĩ sao về giá của bitcoin thì có thể là ra ra vào vào các bạn nhưng mà hiện bây giờ đó là chúng ta vẫn thấy dòng tiền đi vào rất là mạnh đó là những gì đang xảy ra ngắn hạn hiện tại cái giai đoạn thứ hai đó cũng đang xảy ra song song nhưng mà nó cần thời gian dài hạn hơn đó chính là những cái tổ chức tư vấn đầu tư họ có thể cần khoảng chừng là 3 tháng 6 tháng gì đó tùy theo công ty họ có thể là cần phải quan sát thị trường này xem coi là có ổn hay không trước khi mà họ được phép để mà tư vấn cho những khách hàng của họ đầu tư một phần vào trong Bitcoin Spot ETF cái đó nó vẫn đang diễn ra hiện tại và chúng ta cũng có vài cái thông tin nhưng mà cái đó là trong khoảng thời gian là một năm tới đây các bạn nhưng mà dài hạn hơn đó chính là khi mà Bitcoin Spot ETF giai đoạn thứ thứ ba là được đưa vào những cái mô hình đầu tư lớn và điều này nó nó rất quan trọng tại vì các bạn thấy được là rất nhiều những người ở Hoa Kỳ họ đầu tư về hưu các bạn và thị trường chứng khoán là cái thị trường hầu như là sự lựa chọn duy nhất tại vì không có cái nào khác các bạn phần lớn người dân Hoa Kỳ họ sẽ đầu tư vào chứng khoán thông qua những cái quỹ lương hưu à, và những cái quỹ này đó thì họ thường nó sẽ chọn những cái index những cái mô hình đầu tư tại vì nhiều người giống như là các bạn là một luật sư các bạn là một bác sĩ thì các bạn đâu có thời gian đâu để có thể tìm hiểu thị trường chứng khoán các bạn các bạn chỉ có thể lựa chọn giống như ok tôi là một người mà giống như là 60 tuổi thì tôi thích cái mô hình đầu tư nó an toàn hơn hay là bớt dao động hơn hay là tôi là một người mà mới vừa đi làm thì tôi muốn có một cái mô hình đầu tư nó linh hoạt hơn nhưng mà có khả năng lợi nhuận cao hơn thì khi mà họ lựa chọn những mô hình đó đó thì họ cũng không biết họ mua cổ phiếu gì như đừng từng chia sẻ với các bạn nhưng mà khi mà có Bitcoin Spot ETF được add vào rồi đó thì đó sẽ là một cái dòng tiền nó ổn định hơn giống như chúng ta nói là hàng ngày đó thì một trong những người mà bán liên tục đó chính là những công ty đào nhưng mà ngược lại thị trường chứng khoán hàng ngày có những người mà mua liên tục đó chính là những cái quỹ đầu tư các bạn có thể nghĩ như thế này khi chúng ta nhìn vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ đó, thì đương nhiên chúng ta nhìn những chỉ số như là S&P 500 thì các bạn có thể thấy được là trong một khoảng thời gian ngắn, trong một khung thời gian nào đó thì đương nhiên sẽ có cái sự điều chỉnh giống như là năm 2008 nhưng mà khi bạn zoom ra dài hạn giống như là mấy chục năm đó, thì các bạn nhìn thấy được là nó chỉ có một xu hướng là tăng mà thôi cho dù là trong khoảng thời gian ngắn hạn có sự điều chỉnh lớn nhưng mà dài hạn đó thì vẫn là cái xu hướng tăng tại vì sao các bạn? tại vì luôn có một cái dòng tiền vào từ những cái tổ chức đầu tư những cái người mà họ đầu tư về hưu dẫn đến là luôn có một cái lực đỡ cho thị trường các bạn và đó là cái dòng tiền mà ổn định hơn và ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy được là fidelity đó ở canada không phải là ở hoa kỳ các bạn bạn chia sẻ thêm một lát nữa nhưng mà ở canada đó thì các bạn nhìn thấy được là họ có những cái mô hình đầu tư như là các bạn muốn lựa chọn giống như là các bạn muốn là mô hình thận trọng các bạn là một người mà rủi ro cao quá các bạn là người đầu tư một chút có một chút lời mà thôi chứ còn không muốn chấp nhận nhiều rủi ro có thể là các bạn là người mà sắp về hưu rồi hay là cái mô hình cân bằng các bạn thích một mô hình mà có trái phiếu và cổ phiếu cả hai luôn các bạn và các bạn thích mô hình tinh hoạt nghĩa là cái mô hình có rủi ro cao hơn hay là mô hình chứng khoán các bạn chỉ thích chứng khoán mà thôi thì các bạn có thể nhìn thấy được là cả bốn mô hình này ở Canada đó thì công ty Fidelity họ cũng đã thêm vào cái phần để chính là crypto các bạn và bây giờ chính là Bitcoin Spot ETF các bạn có thể nhìn thấy được là tùy theo mô hình giống như là mô hình thận trọng thì họ nói là một phần trăm vào Bitcoin Spot ETF mà thôi cái mô hình cân bằng đó là hai phần trăm mô hình linh hoạt là 3% và mô hình chứng khoán là 3% các bạn và các bạn nhìn thấy được bên dưới này đó cái mình thường muốn chia sẻ là đây là cái quyết định đến từ Fidelity Canada mà thôi nhưng mà các bạn nhìn thấy được là những cái quỹ này giống như chúng ta nhìn vào cái quỹ mô hình linh hoạt đó là 318 triệu đô la đang nằm trong mô hình này thì khi mà người ta bắt đầu đầu tư thêm vào thì cái số tiền sẽ tăng lên các bạn có nghĩa là cái số tiền vào crypto là 3% đó cũng sẽ tăng lên theo thời gian và nó có một cái sự ổn định và cái đây là cái quỹ lớn nhất các bạn cái quỹ linh hoạt này là tổng cộng họ đang quản lý là 318 triệu những quỹ còn lại đó là 18 triệu 54 triệu con số không phải là nhiều nhưng mà cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là điều này đang xảy ra hiện tại nó không phải là một cái gì đó thường chia sẻ với các bạn để nghe hợp lý nhưng mà nó hoàn toàn không có thực tế cái này là điều mà thường đã từng chia sẻ với các bạn trước khi mà có Bitcoin spot ETF rồi thường nghĩ là nó sẽ hoạt động như thế này và chúng ta vẫn đang chứng kiến những điều này xảy ra ngay thực tế luôn các bạn và cái mà các bạn nên biết là có khả năng cao hiện bây giờ là fidel thì họ chỉ đang thử nghiệm thêm vào crypto, thêm vào Bitcoin vào trong những cái mô hình này xem coi là khả năng lợi nhuận như thế nào và rủi ro ra sao. Tại vì một người mà các bạn nhìn thấy được là có một cái sự thận trọng đầu tư đó thì một phần trăm lỡ như Bitcoin có vấn đề gì thì một phần trăm đó cũng không có phải là chuyện lớn đối với họ. Nhưng mà nếu như Bitcoin tăng gấp hai lần, gấp ba lần thì một phần trăm nó sẽ trở thành hai phần trăm, ba phần trăm thì nó sẽ đưa cho họ có lợi nhuận cao hơn nhiều so với họ đầu tư chứng khoán với cái phần trăm cao hơn. Cho dù đầu tư vào crypto thấp hơn nhưng mà cái phần trăm lợi nhuận vẫn có thể là cao hơn rất là nhiều tại vì đây là một cái thị trường mà đang phát triển các bạn vốn hóa vẫn còn đang nhỏ cho nên khả năng cao là họ đang thử nghiệm ở Canada và sau đó họ sẽ thêm vào những cái mô hình ở Hoa Kỳ và cái này nó quan trọng hơn tại vì những mô hình ở Hoa Kỳ đã sẽ có cái số lượng tiền lớn hơn rất là nhiều bây giờ thì vẫn chưa có thuận mới vừa check những cái mô hình ở Hoa Kỳ thì họ vẫn chưa có thêm vào cái phần đó cái phần liên quan tới Bitcoin nhưng mà tôi nghĩ sớm muộn gì họ cũng sẽ thêm vào mà thôi. Bây giờ họ chỉ bắt đầu từ Canada. Chúng ta cũng thấy được là có cái sự thay đổi rất là lớn trên những đài truyền hình. Bây giờ họ nói về Bitcoin nhiều hơn mà nhất là đài CBC các bạn. Đây là một đài mà trước đây họ tung rất nhiều tin tức phết liên quan đến crypto. Nhưng mà gần đây đó các bạn nhìn thấy được là có ba người dẫn chương trình cho cái chương trình Box Đây là chương trình mà cũng rất nổi tiếng hàng ngày các bạn. Chúng ta nhìn thấy được là chúng ta có Andrew Sorkin người bên tay trái chúng ta có Becky Quick Đứng chính giữa và chúng ta có Joe Kerner, người bên tay phải. Và Joe Kerner, người này là các bạn đã trở thành một người cực kỳ tin tưởng về Bitcoin. Tin tưởng đến mức mà các bạn nhìn thấy được là khi mà mời những người phỏng vấn Bitcoin lên trên đài. Giống như các bạn nhìn thấy được là đây là cuộc phỏng vấn với lại Anthony Saramuji Thì các bạn cũng đã thấy được là Anthony Saramuji không cần phải nói gì hết. Đó. Hầu như là Joe Kerner tự nói luôn các bạn. Tự nói là ông tin Bitcoin tốt như thế nào, ông tin Bitcoin là tương lai ra sao. Và ông nghĩ à, đây là mảng đầu tư rất là tốt các bạn nhìn thấy được là bây giờ có sự khác biệt rất là lớn và ngay cả gần đây đó thì được mời đến là một người khác hơn nhớ là Tom Lee thì thay vì để Tom Lee trả lời các bạn nhìn thấy được là Joe Connor cũng đã nói tốt về Bitcoin các bạn và cũng đã đứng ra biện hộ trước những cái lời chỉ trích đến từ Andrew Sorkin đến nỗi mà hai người gần như là muốn cái lộn với nhau luôn các bạn. Mọi thứ nó đang thay đổi, câu chuyện crypto đã được thay đổi và nó đã được thay đổi. Không phải là bây giờ đâu các bạn, câu chuyện này đã được thay đổi năm ngoái rồi khi mà Thuận đã chia sẻ với các bạn là chúng ta đã thấy những cái bài viết đến từ KPMG, những công ty lớn đó họ đã đang viết những bài viết tốt về Bitcoin. Đây là một trong những cái bước đầu tiên. Cái này là cả năm trước khi có Bitcoin Spot ETF được đề xuất đó các bạn. Chúng ta cũng đã từng nói đến năm vừa rồi rất là nhiều lần. Và năm trước đó nữa là tuy tình hình thị trường nó nhìn như là không tốt nhưng mà có gì đó lớn đang xảy ra. Bội thường có thể cảm nhận được. và thường đã chia sẻ rất nhiều những cái tin tức liên quan đến là Blackrock tự nhiên à, lại muốn đầu tư vào Coinbase lại muốn hợp tác với Coinbase. thì tất cả những cái đó đó chúng ta đều thấy là hướng về cuối cùng là họ muốn có Bitcoin spot ETF cũng giống như là Blackrock đã nhiều năm trước đầu tư vào những công ty đào hầu như là năm công ty đào lớn ở Hoa Kỳ thì đều là công ty mà Blackrock có cổ phần lớn hơn các bạn. Đó là những cái bước mà họ đã làm trước đó Cho nên trước đây đã Thuận không có nghĩ đến là một ngày nào đó Gần như vậy BlackRock để đợi đơn của Bitcoin sport ETF Nhưng mà Thuận đã từng chia sẻ với các bạn là có cái gì đó đang xảy ra hiện tại Và Thuận cũng đang cảm nhận được là mọi thứ đang thay đổi trên những đài truyền hình nó rất là nhanh chóng luôn các bạn và chúng ta cũng có một cái bài nghiên cứu đến từ quỹ tiền tệ quốc tế hay còn gọi là IMF các bạn cái bài viết này đã cũng khá là dài thuần cũng đã đọc sơ qua rồi tổng cộng là 57 trang thì tóm lại đó cái bài viết này đây là một bài viết được phát hành liên quan tới nghiên cứu mới có tên là sự phát triển của tiền điện tử sự ảnh hưởng đối với các quốc gia đảo Thái Bình Dương và ngạc nhiên là họ có một phần ủng hộ việc sử dụng crypto nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt và thôi. để thông chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn. Thì khi chúng ta nói tới những cái quốc gia ở đảo Thái Bình Dương đó thì họ nói tới những quốc gia nào thì chủ yếu đó họ nói tới những quốc gia giống như là chúng ta thấy trên màn hình. Những quốc gia như là Fiji, Samoa, Tonga, Micronesia, Marshall Islands, Palau vân vân. Thì đây là những cái quốc gia mà có cơ sở hạ tầng rất là xấu các bạn, rất là tệ và những quốc gia mà có cái sự tiếp cận về thị trường tài chính rất là thấp thì cái mà họ chia sẻ đây là liên quan đến tiền điện tử và khi nói tới tiền điện tử đó thì họ nói bao gồm hết tất cả luôn các bạn như các bạn nhìn thấy trên màn hình thì cái mà thuận có thể chia sẻ với các bạn là khi nhìn vào cái hình này và những gì mà họ chia sẻ đó thì đương nhiên họ không có ủng hộ sử dụng crypto 100% hay là họ không có ủng hộ là mọi quốc gia sử dụng crypto nhưng mà họ cũng ít nhiều gì chia sẻ là họ hiểu tại sao mà cần phải có crypto cho một số trường hợp giống như là để đọc cái phần này rồi chia sẻ thêm với các bạn nghiên cứu này đã đi sâu vào cái sự nhanh chóng phát triển của tiền điện tử sự đa dạng và sự phân tán nhấn mạnh là những ảnh hưởng đến kinh tế vĩ mô và tài chính đáng kể của lĩnh vực này họ đã không còn xem crypto là một trò đùa vô giá trị nữa rồi các bạn họ nghĩ đây là một cái lĩnh vực mà có sự ảnh hưởng đáng kể đối với thị trường tài chính và kinh tế vĩ mô. Đáng ngạc nhiên đó là nghiên cứu này nhấn mạnh tiềm năng của tiền điện tử trong việc thúc đẩy các mục tiêu chính sách công như là dịch vụ tài chính cho tất cả người dân và cải thiện kết nối xuyên biên giới. Nhưng mà đồng thời đã cũng cảnh báo về những rủi ro của những việc áp dụng một cách nhanh chóng và không được quản lý. IMF ủng hộ một cách tiếp xúc với crypto và tiền điện tử đó từ từ và phù hợp với điều kiện tiền tệ và tài chính của các quốc gia đảo Thái Bình Dương. Tóm lại là có thể sử dụng crypto trong một trường hợp nào đó đặc biệt nhưng mà phải báo cho họ biết trước <laughs> chứ không được tự ý hành động như là El Salvador. Thì để nhìn lại cái hình này đó thì cái mà mình muốn chia sẻ đây là họ nêu ra rất là nhiều cái loại tiền điện tử các bạn. Họ nói là chúng ta có tiền điện tử được phát hành bởi những cái công ty trên sàn chứng khoán và những cái tiền điện tử được phát hành bởi những quốc gia. Nhưng mà trên căn bản đó, hai cái loại này nó cũng khá là không có sử dụng được các bạn. Nó khá là vô dụng. Tại vì sao? Tại vì một công ty như là JP Morgan họ có jpm thì đó là một cái đồng mà họ tự phát hành sử dụng trong nội bộ mà thôi chứ nó không có cái tính ảnh hưởng lớn đối với lại à, di chuyển tiền cho quốc gia nhưng mà chúng ta có nhìn thấy được là một quốc gia họ có thể phát hành một cái loại tiền điện tử nhưng mà cũng không nghĩ là sẽ thành công đâu giống như chúng ta đã từng nói đến là cây đồng Petro của Venezuela cuối cùng thì sao các bạn cuối cùng thì cũng không ai dùng. Điều quan trọng đó là không phải phát hành các bạn, tôi nghĩ là bất cứ một công ty lớn nào hay là bất cứ một chính phủ nào cũng có thể phát hành tiền được số nhưng mà điều quan trọng là nó hoạt động như thế nào, liên quan gì đến ngân hàng trung ương liên quan gì đến uh, chuyển xuyên biên giới quốc gia nào sẽ chấp nhận cái đồng tiền đó cái đó là những cái mà nó khó khăn hơn rất là nhiều và cơ sở từ như thế nào để mà hỗ trợ cái đồng tiền đó cho nên điều quan trọng đó là họ nói đến chúng ta hay nghĩ đến là tiền điện tử nó nó phân loại ra có những loại tiền điện tử nó có cái giá ổn định giống như là một cái stable coin và có những cái loại tiền điện tử mà giá cả theo giá của thị trường và không được hỗ trợ bởi tiền pháp định nó chính là giống như ví dụ bitcoin đi họ nói tới bitcoin họ nói tới stable coin tether họ nói tới cbdc là tiền điện tử của quốc gia nhưng mà có khả năng để mà kết nối với những cái mạng lưới khác có thể là một mạng lưới công cộng cũng được hay còn gọi là synthetic CBDC thì họ nêu ra nhiều loại tiền điện khác nhau như thế này và cái mà họ nói đó thì một quốc gia nên chú tâm đến tự phát hành một cái CBDC và sử dụng hệ thống tiền tệ hiện bây giờ hơn là sử dụng những đồng như là stablecoin tether hay là bitcoin nhưng mà họ biết là những quốc gia mà họ đang nói đến đó, giống như là chúng ta nói đến những cái quốc gia ở đảo Thái Bình Dương này đó cái cơ sở hạ tầng rất là tệ dẫn đến là chúng ta có thể nhìn thấy được là rất nhiều người dân thậm chí đó là không thể tiếp cận được với ngân hàng luôn các bạn tại vì đó là cái hoạt động của họ giống như chúng ta nhìn thấy được là tuy là người dân đó, trên màn hình các bạn nhìn thấy được là tùy theo quốc gia nào nhưng mà cái số lượng người mà không thể tiếp cận được với hệ thống ngân hàng là màu đỏ trên màn hình đó, thì rất là nhiều các bạn lên tới là 30%, 40%, 45% tùy theo là quốc gia thì các bạn có thể nhìn thấy được là những người này thì trên các bạn họ cũng không thể nào sử dụng hệ thống tiền tệ hiện bây giờ được và nếu như mà gây dựng một cơ sở hạ tầng đó thì rất là tốn kém cho nên tới bây giờ vẫn chưa có và chúng ta nhìn thấy được là mặc dù là họ không tiếp cận được với lại ngân hàng nhưng mà các bạn nhìn thấy được là họ là tiếp cận được với điện thoại di động và Internet và dẫn đến chúng ta nhìn thấy được là cái số lượng người tiếp cận với Internet và điện thoại di động nó càng ngày càng nhiều và họ sử dụng những cái ứng dụng liên quan đến tài chính ngày là càng nhiều hơn cho nên tuy là hiện bây giờ IMF quỹ tiền tệ quốc tế họ đương nhiên là không ủng hộ sử dụng crypto như là Bitcoin hay là Tether để mà di chuyển tiền xuyên quốc gia nhưng mà họ hiểu là trong môi trường không đặc biệt nào đó thì người dân có thể sử dụng bitcoin và tether nó sẽ càng tiện lợi hơn là họ phải lái xe đến ngân hàng rồi họ phải tạo một cái tài khoản hay là thậm chí họ không tạo tài khoản được nữa các bạn vì một lý do nào đó ở những quốc gia này và cho dù tạo được đi nữa thì cũng chưa chắc là tài khoản đó có thể di chuyển tiền siêu quốc gia được. Cho nên vẫn có một cái vai trò những cái đồng như là Bitcoin Tether nhưng mà họ khuyến khích sử dụng những cái đồng khác như là CBDC hơn. À, đó là cái sự chia sẻ đến từ IMF các bạn. Nói chung thì đương nhiên không phải là ủng hộ crypto nhưng mà cái giọng điệu đối thần cũng đã có một cái sự thay đổi rồi. Họ ít nhất cũng đã công nhận là có những loại tiền điện tử mà có thể sử dụng cho một số trường hợp mà không phải được phát hành bởi chính phủ. Chúng ta cũng có cái thông tin ngày hôm nay liên quan tới công ty đào HE các bạn. Đây là công ty đào trên sàn chứng khoán lớn nhất hiện bây giờ. Thì công ty này đó họ nói là họ sẽ tài trợ cho một cơ sở đào mới ở tiểu bang Texas bằng cái số Bitcoin dự trữ. Và HE tuyên bố là họ có thể mở thêm một xưởng đào ở Thác Sực. và xưởng đào mới này đó sẽ trang bị tối tân hơn và có thể có cái chi phí đào giảm 30% và họ nói là chúng ta đang tiến gần đến Bitcoin Hai Bình còn khoảng chừng là hơn một tháng nữa thì họ nghĩ là sẽ có nhiều công ty đào nhỏ sẽ phá sản và khi đó họ sẽ thanh lý một số những cái máy đào với cái giá rẻ và công ty HA đó họ sẽ có sẵn tiền, có sẵn tài nguyên để mà mua những cái máy đào Bitcoin với giá rẻ đó từ những công ty mà họ không muốn đào nữa và sẽ có thể cho họ một cái lợi thế tại vì họ có tiền và hết đây đó có dự trữ hơn 9.000 bitcoin của các bạn là 523 triệu có thể là hết đây là công ty mà đã bán gần đây đó các bạn tại vì chúng ta cũng đã biết là những công ty đào đã có dấu hiệu bán gần đây và thuận thì tưởng đâu là phần lớn là những công ty nhỏ thì cũng có thể các bạn nhưng mà nghĩ lại đó có thể là công ty bán là hết họ bán nhiều bitcoin gần đây để có cái số tiền khi nào mà không bịch coi ha bình những công ty còn lại không chịu được nữa đó thì họ sẽ tiến vào để mà thu mua những cái máy đào của những công ty đó và sẽ khiến cho họ ngày càng mạnh hơn và cho dù là đối đầu với lại cái tình hình hiện bây giờ đó, cái chính quyền của Tổng thống Joe Biden hầu như là đang muốn tấn công những công ty đạo. Chúng ta cũng đã từng nói đến những cái thông tin liên quan tới pháp lý và ngày mai đó, thuận nhớ là ngày mai sẽ có cái uh, cuộc ra tòa sơ thẩm giữa cái hiệp hội đạo Blockchain cùng với lại tiểu bang Texas cùng với lại uh, thuận nhớ là phòng thương mại tiền điện tử thì những người này đã sẽ ra tòa để mình trình bày với lại quan tòa tại sao mà họ nghĩ cái quy định là phải chia sẻ thông tin liên quan tới nguồn điện đến từ tổng thống Joe Biden là vô căn cứ và không có thể nào mà họ tuân theo được và các bạn thấy hôm nay lại có thông tin đến từ chính quyền của tổng thống Joe Biden và họ muốn đánh thuế những công ty đào nhiều hơn vì lý do là họ nói là những công ty này làm ô nhiễm môi trường nói chung thì tôi nghĩ là có nhiều cái điều khác đang xảy ra hiện tại có thể là có một cái động cơ chính trị nào đó các bạn tại vì các bạn cũng đã biết là những cái nơi mà đào bực hơi nhiều bây giờ đó là những cái tiểu bang phần lớn là những tiểu bang cộng hòa các bạn Giống như là Texas Thì có phải là Đang có một cái Hành động chính trị gì đó Đang xảy ra hay không Thì cái đó là Tùy các bạn mà thôi Nhưng mà chúng ta đã nói Khá nhiều về Sự thật Vì bị đạo bịch không ra sao rồi Chúng ta sẽ không chia sẻ Trong video này Và các thông tin cuối cùng trước khi mà kết thúc video đó chính là cái thông tin liên quan tới Do Khan thì luật sư của Do Khan đã cho biết là Do Khan sẽ không được dẫn độ kịp thời cho cái phiên xử form Labs vào tháng 3 tại Hoa Kỳ trong tháng 3 này đó sẽ xử cái vụ liên quan tới form Labs liên quan tới Tel USD rồi các bạn thấy được là sẽ xử cái vụ liên quan tới Simon Free sẽ ra tòa để mà lãnh án là bao nhiêu chúng ta sẽ biết vào tháng 3 và tháng 4 đó thì mới tới cái thông tin liên quan tới CZ nhưng mà bây giờ đó thì có khả năng năng là -con sẽ bị dẫn độ sau tháng 3 Thì chúng ta cũng đã biết là ở bên Hoa Kỳ họ cũng đã dời ngày đáng lý đâu là xử vào tháng 2 Nhưng mà họ chờ Dogecoin được dẫn độ cho nên chuyển về tháng 3 thì không biết là có chuyển nữa hay là không Thế bây giờ đó thì thông tin là Dogecoin hiện vẫn đang ở tù tại Montenegro Và luật sư nói là có một số trục chặt trong giấy tờ cho nên khiến cho bị trì hoãn Phải sau tháng 3 mới có thể là được dẫn độ về Hoa Kỳ và văn phòng công tố của Hoa Kỳ đã, đã cáo buộc Do Kwon với tổng cộng là 8 tội danh hình sự để các bạn vào tháng 3 năm 2023. Kwon và Terraform Labs bị cáo buộc đã tổ chức một vụ lừa đảo chứng khoán tài sản tiền mã hóa giá trị hàng tỷ đô la liên quan đến việc cung cấp Terra USD và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance, AlignX và một số những dịch vụ khác như là các bạn đang nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.